Hôm nay cả lớp chúng ta sẽ học chèn các đối tượng ra văn bản. Thì đầu tiên này chúng ta thấy là chúng ta phải vào đây kiểm tra xem là cỡ của tờ giấy của chúng ta là bao nhiêu. A4 đã chuyển về A4 nha. Chuyển về A4 này. Phần tiếp theo là chúng ta vào Insert. Rồi chúng ta vào Insert nha. Vào cái tab Insert thì chúng ta thấy là ở đây có Table, có Picture, có Online Picture, có Save, rồi có rất nhiều thứ khác nữa. Thì chúng ta lần lượt chúng ta làm quen với nó. Table thì các em biết rồi, chúng ta chọn bảng bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng thì chúng ta chọn vào đây. Đấy, các em chú ý nhá. Ở trong bảng bây giờ thầy chọn là có 2 cột, 1 hàng, thì bây giờ thầy muốn thêm hàng nữa thì thầy ấn tab. Đấy, nó thêm nhá. Đây là chúng ta thêm thủ công, thêm bằng tay. Còn thêm ban đầu thì chúng ta chọn, thì chúng ta chọn luôn ở đây là bao nhiêu cũng được. Đấy, các em nhớ chưa? Rồi nha, tiếp theo này. Để chia cái cột ra làm đôi thì các em bôi đen cho thầy cái cột bằng cách đưa chuột nó vào bên trên đây, mũi tên nó màu đen trỏ xuống hoặc vào đây. Đấy, thầy muốn chia đôi ra thì thầy chọn vào đây. Được chưa? Chọn vào cột nha. Sau đó thì chúng ta chọn là Insert Column. Đấy, Insert Column to the left, tức là bên trái của cái cột đang chọn. Đấy, thầy được thêm được là thành 3 cột. Rồi chúng ta muốn chèn bên phải thì chúng ta chèn Insert Column to right, bên phải, đúng không? Lại thêm. Rồi chúng ta muốn chèn thêm, tiếp theo chúng ta muốn chèn thêm hàm phía trên hoặc là hàm phía dưới hoặc là một ô, chúng ta chọn chỗ này nhá. Các bạn chú ý như thế. Bây giờ chúng ta sẽ thử tiêu đề của cột thì chúng ta gọi là số thứ tự. Đấy, họ và tên. Rồi các em biết cách chèn bảng nhá. Bảng chúng ta đã làm ở bài trước rồi nhưng bây giờ thầy muốn nâng cao lên. Họ và tên. Đấy, quê. Rồi năm sinh. Đấy, chúng ta chèn cái bảng ra như vậy. Bây giờ các em muốn đưa cái tiêu đề họ tên quê quán năm sinh ra giữa thì rất đơn giản thôi. Hôm trước thầy đã dạy chúng ta làm style rồi, đúng không? Hoặc là chúng ta về home với tiêu đề, chúng ta bôi đen các ô này, chúng ta đưa vào giữa thì những vị trí này nó sẽ chèn ra giữa chúng ta. Đấy, cho đẹp, đúng không? Rồi chúng ta muốn màu của cái nền của nó có màu xanh hay là màu đỏ, vân vân, thì chúng ta chọn này. Đấy, trang trí cho nó. Các em nhớ chưa? Nhưng mà màu đỏ thì chữ phải màu khác thì để cho nó nổi bật lên. Rồi chúng ta lại cho màu chữ khác. Em có thể cho chữ màu, cho chữ màu vàng. Nhưng mà nền đã phải thay lại. Đấy, thầy lại cho màu. Đó. Nhưng mà màn hình máy chiếu này nó bị sai màu với máy tính. Vì máy chiếu cái trên kia nó mất nhiều năm rồi nên là nó sẽ bị mờ. Đấy, các bạn chú ý nhá. Nó phải tương phản màu nền và màu chữ. Rồi thầy đưa về màu trắng. Thầy đưa về màu trắng nha. Rồi chữ thì thầy lại đưa về màu đậm. Đấy, thao tác như thế cho nó chuẩn, đúng không?
Rồi bây giờ thầy muốn này cho từ ô này mà số thứ tự hay là họ tên thầy muốn chia làm đôi. Chia làm đôi thì thầy bôi từ ô thứ hai. Các lớp chú ý nhá. Ô thứ hai thầy giả sử như thế. Thì thầy sẽ chọn như này, thầy chọn ở đây nó mất cái tính năng trẻ ô. Bây giờ ta thử xem nhé. Không được đúng không? Rồi thì bây giờ ta làm này. Ô này các bạn trẻ cho thầy làm đôi. Đấy. Trẻ làm đôi thì nó thành hai cột. Đấy, xong lại đây lại lấy tiếp. Rồi thôi đành với thế vậy đúng không? Đó, trẻ làm đôi ra nhá. Ở trẻ làm đôi thì tiếng Anh là split cell. Đó. Bạn nhớ đấy cho thầy. Đó. Nhớ chưa? Đấy là thầy nói là trẻ làm đôi. Bây giờ ta trộn lại. Chẳng hạn bây giờ thầy có một cái ô này. À, một cái ô đây. Thầy tăng lên, thì tăng lên nhá. Đấy. Thì nó trẻ nó đẩy những cái kia xuống. Vì vậy ta chỉ làm được từng ô một. Đấy, ô đây nhá. Rồi để trộn lại bây giờ nhá. Chúng ta muốn trộn ô, chúng ta lại bôi đen hai ô này. Rồi chúng ta chọn measure cell là trộn vào. Các lớp nhớ chưa? Là trộn vào. Đấy. Thế lại hòa vào là một. Trẻ là split, còn trộn là measure. Measure là nó trộn vào. Đấy, cả lớp nhớ ghi tiếng Anh vào nhá. Ghi thế để chúng ta nhớ là cái nghĩa của nó là gì. Nào, bây giờ cả lớp chú ý cho thầy. Split cell là tách ô hay là chia, là một chia ô hình thành nhiều phần. Đấy. Thầy làm 3 ô thì thầy chọn 3 ô là 3 cột đây trên bảng. Đấy, thầy muốn trộn vào thì thầy lại gì? Thầy muốn trộn hai ô này là một thì thầy lại chọn measure cell. Rồi, ok. Rồi, muốn border này, cả lớp chú ý cho thầy. Muốn hiện đường viền của bảng và ô thì chúng ta có ở đây, có này tất cả các chỗ nha, các em nhìn vào này. Bottom border là phía đáy là không có. Top border, left border, right border, no border, all border, outside border, inside border. Đấy, rất là nhiều thứ chúng ta có thể làm. Còn đây là kẻ đường chéo, vân vân. Đấy, thao tác với bảng nó như vậy. Rồi chúng ta chọn on border. Rồi bây giờ cả lớp ghi cho thầy tiếp. Để tạo các đường viền có độ dày khác nhau thì chúng ta chọn cho thầy nhấp chuột phải vào phía góc phía trên khi chọn cả bảng. Sau đó chúng ta chọn cho thầy format table. Đấy, chọn vào nhé, table property phần cuối. Đấy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, table của cả tất cả. Row là hàng, column là cột, cell là ô, ô text là văn bản. Đấy. Thì chúng ta nhìn vào từng cái. Đây. Phần đây là cái phần độ dày của cột. Phần đây là căn chỉnh bên trái, căn chỉnh bên phải, giữa, phải, vân vân. Thì đây là border, tức là nó sẽ điều chỉnh cái bảng cho chúng ta. Border and selling ở phần dưới. Đây các bạn nhấp vào chỗ này nhá. Thầy nhấp vào đây. Thì thầy sẽ chọn
đường viền của nó là những kiểu người ta cho trước như sau, nét chấm, nét đất, đấy, nét chấm, nét đất, rồi đường viền có chiều hai đường gạch cạnh nhau, ba đường gạch cạnh nhau. Còn đây là chiều dày của bảng, chiều dày của bảng. Đấy, đôi khi ta lại thích làm những cái nó khác người, chẳng hạn như này. Các bạn chọn vào đây, các bạn chọn từng cái một. Màu là chúng ta chọn vào đây, color. Ví dụ chúng ta muốn chọn màu khác, chúng ta chọn này. Đấy, chọn màu nhé. Rồi bây giờ các bạn cứ hiểu nghĩa tiếng Anh là các bạn làm được hết. Chẳng qua cái phần mềm đó là của nước ngoài. Thế bây giờ có phần mềm mà viết bằng tiếng Việt thì chúng ta cũng nhìn thấy thế luôn, đúng không? Rồi bây giờ các em ghi cho thầy nhé. Border có nghĩa là đường viền. Nhưng một nghĩa rộng nữa là biên giới, tức là biên giới giữa các nước với nhau, người ta sử dụng từ border. Hoặc là tiếp xúc với nhau, border on, tức là tiếp xúc. Đó. Setting ở đây là đặt. Đặt. None có nghĩa là không, box là hộp. On nghĩa là cả hộp, cả viền, cả trong, cả ngoài. Gớt là lưới, custom là do chúng ta, cứ custom có nghĩa là tùy ý nhá. Còn style là kiểu dày của đường viền, nét chấm, nét dày vân vân, thì các em nhìn ở trong bảng style, nét gạch đôi vân vân, gạch ba vân vân ở đây. Đấy. Còn page border thì là cả cái trang border, thì chúng ta có những cái mục chọn đây. Tức là border này, mà border ở đây là border cho cả cái trang. Setting có nghĩa là chúng ta hiểu đây là cái phần bóng, bóng đổ vân vân. Đây là cái bóng của nó. Đấy, các bạn cho nó một cái phần trăm nhỏ thì nó cái bảng của chúng ta nó sẽ có màu đen. Đấy. Đấy, màu đen. Vào cả lớp vào đi. Em sau đi đúng giờ nhá. Đi muộn là thầy không đồng ý đâu nhá. Đi muộn là nghỉ ở ngoài đấy. Đấy. Thế thì các bạn ghi nó vào để cho về nhà ta có quên ta cũng hiểu nhá. Cả lớp ghi cho thầy. Đây là kiểu dáng của bảng, thì gồm có table này, row, column, cell. Row là hàng, column là cột, cell là ô. Đấy. Thì các em muốn cái font chữ mà mình đánh nó chui vào trong giữa thì các bạn chọn center, thì khi mà chúng ta nhập chữ nó sẽ nhảy vào giữa ô. Khi mà chúng ta chọn top có nghĩa là phía đỉnh của ô thì các bạn nhập chữ nó sẽ chạy lên đỉnh. Các lớp hiểu ý thầy không? Nghĩa là ta đặt trước cho cái bảng này là những cái ô nằm ở trong bảng, ta đặt center thì ta nhập cái chữ vào, nó sẽ cặp giữa chúng ta, nhớ chưa? Nào cả lớp không hiểu à? Hiểu chưa? Bottom đặt vào đây thì các ô nó nhập chữ nó sẽ thấp xuống. Cả lớp hiểu không? Rồi nhá. Đây ví dụ thầy đặt bottom nhá, mà thầy đánh chữ vào đây. Đấy, chẳng hạn thầy kéo rộng ô ra, nó xuống dưới, đúng không? Rồi bây giờ các em nhìn lại này. Bây giờ mà thầy cho nó center. Đấy thì chữ nó ra giữa. Đúng chưa? Đúng không? Mỗi thế thôi mà không hiểu thì nói một lần là phải hiểu. Toàn là sinh viên đại học phải thông minh. Rồi top là nó nhảy lên gì? Đỉnh, nhớ chưa? Đấy, nó lên đỉnh chưa? Đây cái chữ mà thầy nhập vào nó chạy lên đỉnh đây. Có nghĩa là cái ô đấy để cho chúng ta nó đặt, chúng ta đặt để cho nó trang trí cho nó đúng. Các em thích nó trên thì nó trên, mà thích nó dưới, thích giữa thì nó giữa. Cả lớp nhớ chưa? Đấy. Ta đưa về giữa nhá. Đấy,
bảng thì chúng ta phải làm cho nó tốt như thế. Rồi, chúng ta tiếp tục. Thầy bỏ border, thầy bỏ cái setting đi nhé. Bỏ nó đi, không muốn nó màu nó xấu quá. Cho style là xóa. Đây, clear là xóa đi. Đấy, thì nó trở về là không có setting, đúng không? Đó, thầy nói kỹ cái bài bảng này để các em trình bày cho nó dễ. Là bây giờ chia cái bảng, chia cột năm sinh ra làm đôi thì các em chọn cái insert nha. Chọn bên trái, bên phải, tùy các em bên phải đi. Đấy, lập tức nó cái cột đấy đã thêm một cột nữa. Thêm một cột nữa. Rồi thầy muốn chia cái ô này ra làm đôi thì thầy chọn split cell, thầy chia làm đôi, thầy lập tức nó làm đôi. Đấy. Các em thao tác đi. Nó đã chờ đúng nha. Không có chia đôi á. Phải chọn ô chứ, bây giờ thì chọn ô này nhá. Con trỏ đang nhấp nháy ở ô này thì chọn nhấp chuột phải. Thầy chọn split cell. Đấy. Đấy, thầy chia được làm đôi đúng không? Các em chia các em sẽ làm được như vậy. Rồi bây giờ cả lớp làm cho thầy một cái bảng sau nhá. Nào, bài tập thực hành. Cả lớp làm cho thầy một cái bảng là thời khóa biểu của các em. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Rồi giờ học của môn nào học nào. Bảng thời khóa biểu cá nhân. Trang trí cho thầy cái header cho nó đẹp nhá. Tức là cái dòng đầu tiên ấy. Đấy. Rồi bây giờ cả lớp tự làm đi. Thầy không biết thời khóa biểu các em đâu, các em phải tự làm. Bài tập thực hành. Mỗi bạn soạn thảo cho thầy thời khóa biểu cá nhân. Bạn nào không nhớ giờ lên lớp thì bạn có thể làm cái thời khóa biểu ăn ngủ chơi. Đấy, giờ nào đi chơi, giờ nào ăn, giờ nào đi học. Học hết phần bảng thì thầy chuyển sang phần chèn ảnh. Hết chèn ảnh thì chúng ta chuyển sang chèn hình. Để cho hết cái ngày hôm nay đi.
lần thì con thử thầy nhá. Thank you.
Thầy ghi cái bài bảng này vào nhá. Để về để lát nữa